Em dạ, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thành Hiếu. Em 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Dạ, đây là vợ em. Vợ em, đúng rồi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Truyền Hiếu Trinh. Năm nay em 25 tuổi, là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Nhật Bản. Cả hai bạn đều là 25 tuổi. Dạ. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em lên Facebook á, rồi cũng nói chuyện vui đùa giỡn thôi, vợ thôi, nói tại vì bạn bè mà. Lúc trước biết nhau rồi. Quen trước là quen ở đâu? Tụi em là chung trường cấp 2, cấp 3 luôn nhưng mà không có chung lớp. Dạ, có nghĩa là biết nhau là biết trong trường thôi chứ là chưa có nói chuyện với nhau bao giờ cả. Nhưng mà nói chuyện là nói chuyện trên Facebook. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Lúc đó là cấp 3 rồi. Dạ không, lúc đó là lên Sài Gòn, lên Sài Gòn rồi. Là 10 năm sau tụi em mới gặp lại nhau trên Facebook. Ủa, tụi em quê ở đâu? Dạ Bến Tre ạ. Dạ Bến Tre. Ủa rồi giờ hai bạn đang ở Sài Gòn hay ở Bến Tre? Dạ đang ở Sài Gòn. Dạ lên Sài Gòn lâu chưa? Em á là đi từ lúc mà đi học đi làm là em ở trên đây luôn. Còn anh Hiếu là sau khi mà cưới em, anh Hiếu mới lên. Rồi thì xa cách nhau như vậy có ghen tuông không? Dạ có. Dạ có. Ai ghen? Vợ em ghen chứ em có ghen. Lý do? Ông ở dưới quê cũng ghen hả? Dưới quê cũng có gái vậy anh. Ở đâu không có gái đúng không? Vì tôi già. Dạ. Tính em á thì là lúc quen á là em muốn biết là trước khi quen em là ảnh quen ai 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 ai. Rồi ảnh cũng kể cho em nghe hết. Xong rồi là lúc mà quen nhau á, ảnh đi chơi với em mà có mấy lần ảnh kêu lộn tên em. Lộn tên em? Dạ. Dạ em Trinh Trinh. Mà ảnh cứ kêu em bằng Linh hoài à. Linh là tên ai? Mà trong cái danh sách bộ cũ ảnh không ai tên Linh hết á. Nhắc tên bà hàng xóm thì biết sao em mới hỏi ảnh chứ, tại sao anh kêu em tên Linh? Em đâu phải tên Linh đâu, Linh là ai, Linh là cô nào? Ảnh mới nói với em là tại vì tên em khó đọc quá, tên em là TR, anh không có phát âm được nên anh kêu lộn thành Linh. Xong rồi cái ảnh sao em vô Facebook của ảnh á, kéo xuống mấy tin nhắn từ năm 2013-14, em phát hiện ra là cái bạn Linh đó có thật trên cuộc đời này. Dạ đúng rồi. Và Linh đó là cái gì của ảnh? Theo ảnh kể với em là bạn Linh đó chỉ là một bạn gái bước qua trong cuộc đời của ảnh mà chưa trời ơi gì bước qua thôi chứ mà chưa bước lại bước qua cuộc đời anh mà chưa có danh phận gì hết. Hay quá. Chứ trước khi gặp Trinh á thì là em cho mấy người có danh phận rồi? Một hai người có danh phận, tức là người yêu của Hiếu. Dạ đúng rồi. Chỉ có một lần đó là gọi lộn tên thôi đúng không? Cái lộn cũng 2-3 lần. Rồi bây giờ còn lộn nữa không vậy? Dạ không, bây giờ không dám giờ lộn nữa. Ủa nhưng mà sao em lại kêu lộn vậy ta? Có khi nào em còn yêu người phụ nữ tên Linh không? Dạ yêu. Cái này anh Quốc Thuận đốt nhà. Đó, Quốc Thuận đốt nhà kìa. Tên Linh vợ chồng sao đốt nhà ta? Yêu bạn đó thì cũng có, nhưng mà tại vì bạn đó tên Linh thì cũng dễ kêu nè. Không, chắc líu lưỡi đây mà không sao đâu. Dạ. Cứ bỏ đi. Ủa nhưng mà hai vợ chồng em là quen nhau thì bao lâu rồi cưới? Dạ 8 tháng anh. Mà sao phải cưới sớm dữ à? Bạn này đòi quá. Cái này cũng có một câu chuyện. Rồi tại vì vợ thì em nhõng nhẽo. Người quen người dưới quê còn người trên thành phố. Vợ em thì tối ngày cái giận dỗi không à. Cái bữa đó giận kêu em lên mà em không lên. Mới giận đóng Facebook, không nói chuyện với em 3-4 ngày luôn. Em mới chạy lên. Thế xong em mới nói thôi về để anh xin ba mẹ cưới. Vợ em mới nói là ba em khó lắm, dễ gì mà anh xin được. Tại vì lúc đó em cứ nghĩ là ba mẹ em không cho, bởi vì là ba mẹ em chưa bao giờ hối em việc có chồng cả. Mà trong khi em đang đi học đại học liên thông. Thì em nói vậy thôi. Mà anh Hiếu tối ngày bàn chuyện đám cưới mà không có hỏi em, chưa có cầu hôn gì hết á. Xong em cứ nhắc khéo hoài, em nói ủa em chưa đồng ý mà sao tự nhiên anh cứ bàn hoài vậy. Cái xong rồi cái tự nhiên có một ngày anh lên anh thăm em. Xong cái anh chở em ra cái hẹn sinh tố lại đường ngồi vậy đó. Xong anh móc cái chiếc nhẫn ra. Anh nói anh không có biết nói gì nhiều á, thôi em làm vợ anh nha, vậy thôi không có được cái bông nữa anh. Trời rất là hật hà miền Tây luôn. Dạ, xong rồi mà sao? Cái em mở nhẫn ra, em thấy nhẫn vàng thì em nhận thôi, chứ em cũng chưa nghĩ là sẽ đám cưới. Rồi đeo vô. Dạ, thì nhẫn vàng mình phải nhận chứ anh. Dạ, xong rồi cái ảnh mới nói là thôi để anh về, anh nói ba mẹ ảnh qua gặp ba mẹ em. Cái xong em mới sợ quá, em mới nhắn tin cho mẹ em đâu dám nói với ba đâu. Em nói mẹ ơi bây giờ nhà người ta đòi qua gặp vậy đó. Xong rồi cái mà ảnh nói với em là có mình ba mẹ ảnh thôi. Mà tới lúc mà cái hôm mà qua nhà em mà thành một cái đám nói luôn. Em có thấy cái tội mê vàng chưa?
Vậy là thời gian nhanh quá hả? Rồi coi như là nhanh vậy thì sau khi cưới xong rồi thì phát hiện ra những cái gì mà lúc yêu nhau chưa phát hiện? Có tính xấu gì của đối phương mà lòi ra nhiều không? Dạ, vợ em thì cũng có một số khuyết điểm nhỏ thôi. Lúc mới phát hiện về là mới biết là lười đánh răng. Ngủ là đi ngủ luôn đó. Em mệt quá em ngủ luôn. Nhưng mà sáng có đánh, tối thì lười, không đánh. Em mà năn nỉ, em nhắc nhở dữ lắm á. Mà nay cũng bớt rồi, chứ hôm qua là chưa có bỏ. Đó, một tật xấu ở gì nữa? Cái hai là ghen. Ghen dữ không? Dạ, ghen dữ lắm. Ghen toàn là ghen người yêu cũ. Sao vậy? Thì lúc nãy em kể một chuyện là nhắc lộn tên em là một lần rồi. Mà cái bạn đó không có danh phận thì mình bỏ qua đi ha. Dạ, cái bạn có danh phận. Em mới phát hiện đây thôi. Hôm đó em vô em unfriend bớt bạn của ảnh. Tại vì cái list bạn của ảnh là từ Bắc chí Nam, là mấy cô hot girl mặc đồ rất là mát mẻ, hay đăng hình mấy ngàn like, em vô em unfriend hết. Xong rồi cái em thấy cái Facebook của cái bạn kia, xong cái em unfriend luôn. Lúc đó anh đang đi tắm, anh để điện thoại ngoài á. Cái tự nhiên chiều anh đi làm về, anh hỏi em chứ sao tự nhiên em unfriend cái bạn đó. Cái xong em hỏi ủa sao anh biết em unfriend cái bạn đó. Anh không trả lời. Anh nói em vậy là không được, em ghen vậy là em ghen đầm bậy. Anh với bạn đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu có liên hệ nói chuyện gì với nhau đâu mà sao em ghen. Cái xong em cũng thấy có lý, em cũng im im rồi. Anh mới nói em là anh kết bạn lại rồi nha. Đó. Cái xong em cũng không nói gì hết. Xong cái tối 10 giờ rưỡi hai đứa đang ôm nhau ngủ, tự nhiên điện thoại ảnh có tin nhắn. Cái em mới hỏi chứ ủa anh giờ này ai nhắn tin cho anh vậy. Cái xong ảnh dở cái điện thoại lên là cái bạn đó nhắn. Mà bạn đó nhắn một cái câu, chỉ có một cái câu trong khung chat thôi mà nó không có đầu đuôi gì hết. Cái em mới suy nghĩ, em nói rồi vậy là ông này có nhắn tin cho bạn này. Xong rồi bạn này mới trả lời mà ông này ông xóa tin nhắn. Cái xong em rồi, hết ôm luôn. Dạ đúng rồi, đầu tiên là đẩy ra liền. Xong rồi em bắt đầu em suy nghĩ. Lúc đó em thấy tức lắm. Vậy là trước nay anh xạo với em, mới rồi sáng nay còn nói với em là anh với người đó có nhắn tin nói chuyện gì đâu mà em ghen. Cái rốt cuộc bây giờ lòi ra có tin nhắn. Cái xong em mới hỏi chứ vậy là hồi đó giờ có nhắn tin đúng không? Cái ảnh mới nói là anh không có nhắn tin, người ta nhắn tin cho anh trả lời thôi chứ anh không có nhắn tin. Trời thương không? Thì ta hỏi thăm em thôi mà em trả lời thôi chứ không. Tin nhắn đến mà mình không trả lời là bất lịch sự. Nhưng mà tại vì sợ là vợ ghen nên em biết xóa đi thôi. Chứ vợ mà biết người yêu cũ nữa rồi, có chuyện nữa. Mà em hỏi anh chứ, ví dụ mà nếu mà nhắn tin hỏi thăm không có gì thì thôi để đó đi, mắc mớ gì phải xóa làm chi. Xóa rồi em phát hiện ra em lại càng suy diễn thêm nữa, chứ đâu có được gì đâu. Bây giờ vậy đi, coi như là cái lý do ghen á thì coi như là không phải là tính xấu rồi, tại vì là có lửa mới có khói. Đó. Hiểu không? Là bỏ đi cái đó không phải tính xấu nữa. Giờ kể tiếp tính gì nữa? Tính xấu gì nữa? Hết rồi đúng không? Dạ. Tìm hoài đâu có ra. Có hẹn hiếp chồng không? Có nhưng mà ít thôi. Có nhưng mà ít thôi. Nhưng mà tính nó cũng không gọi là xấu lắm. Nó là tính tốt. Rồi cuối cùng sao thấy không có tính nào xấu hết trơn. Vậy giờ em muốn yêu thay đổi cái gì? Nếu mà nói thay đổi thì em chỉ hy vọng là chồng em bớt ga lăng lại. Lại bớt đua đẩy với mấy bạn nữ đó lại là... Mấy bạn cũ hay mấy bạn mới? Cũ mới luôn chị, nó giờ nói cũ cái mốt nói em nói là anh chỉ đua đẩy với mấy bạn cũ vậy anh đua đẩy bạn mới, em đâu có nói đâu, mất công lắm. Cho nên là... Lý lẽ dữ lắm. Cho nên là mới cũ gì cũng bớt đua đẩy, bớt ra lăng đi. Rồi. Còn ngoài cái đó ra thì em không có mong muốn gì thêm ngoài đó hết. Còn Hiếu làm sao? Hiếu muốn vợ thay đổi gì không? Chăm chỉ hơn chút xíu. Vợ em không có tự ý thức làm được, phải em nhắc thôi mới nhớ mới làm. Sao em làm nhắc vợ cũng làm? Cũng như là không phải là công việc là san sẻ nhau chứ không phải em làm hết thì vợ em không biết gì sau này trách em nữa. Trời ơi, tại vì hai bạn này còn son quá mà. Hai bạn rất là xứng đôi. Mong rằng là hai bạn giữ hoài cái hạnh phúc này, đừng có làm cho có gì đó có khói nữa nha. Từ đây đến lúc mà sinh em bé là phải cẩn thận nha. Rồi chúc các em luôn luôn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một em bé kháu khỉnh ra đời nha. Dạ, em cảm ơn quý vị.